Các bạn ơi, bây giờ mình đi ăn sáng các bạn, mình chui vô trong một cái hẻm ở Thái Lan các bạn, ở Bangkok á, giống hủ tiếu của mình quá ha. Đây, chúng ta cứ dòm ra một vòng đi rồi ăn, thì cũng bàn ghế cũng sập sệ, hả? Hủ tiếu mì, chỗ nào sang thì rất là sang, còn chỗ nào bình dân thì vô cùng bình dân. Có cái bánh gì lạ các bạn ha, trứng gà. Đây có một cái khách sạn rất là đẹp, Hotel Bangkok Reno. Đó, cá chiên các bạn. Cá chiên, gà chiên. Có cà ri kìa. Cà ri. À, cà ri cá. À, trời, ngon quá, canh chua chân gà nè. Đây nó giống như là hẻm nhỏ tình người vậy đó. Cá nướng, gà nướng, có nghêu xào hay gì. Nè các bạn ơi, ở bên cái đường hẻm của Thái Lan thôi, người ta rất là chuyên nghiệp chỉnh chu luôn ha. Cái đường hẻm các bạn nhìn thấy nè, nó có cái đường nước chảy nè, đó, nó làm cái khe nước chảy ở bề hai bên. Mà đặc biệt nè, các bạn nhìn cái nắp cống nè, ngay cái nắp cống nó cũng lõm xuống luôn, nó lõm xuống thành một cái con đường mương cho nước nó chảy, nó thu nước rất là nhanh. Cái này mình thấy rất là đơn giản nhưng mình không hiểu lý do làm sao mà không, Việt Nam mình không áp dụng. Nè bây giờ mình quay từ xa cho các bạn xem nè. Các bạn thấy cái đường thu nước không? Đó, cái đường hẻm thôi đó mà người ta rất là chỉnh chu, rất là tiêu chuẩn luôn. Phải học hỏi mấy cái này mới phát triển lên nữa. Nè các bạn thấy không? Không những một bên đâu mà hai bên luôn cũng vậy nữa. Good morning. Yes. Rồi. I'm from Vietnam. Yes. The nice view. Một cái view rất là đẹp các bạn. View rất là đẹp. View đẹp và dễ thương. Sau khi đi một vòng vô đường hẻm thì tụi mình quyết định ăn sáng ở ngay đầu hẻm. Ăn gì các bạn ơi? Ăn gì các bạn ơi? Bia, uống bia, nó kêu bia rồi uống. Có hủ tiếu không thì? Dạ. Bà nè. Có hủ tiếu miếng. Không, cái này chắc cháo. Và bà nó nè. Chuối. Món gì chị? Nhằm nhắm miếng, miếng hủ tiếu gì nó không có đi chợ. Có hoành thánh ha. À, porridge là vẫn là cháo. À, porridge. Cháo. Cháo. Cơm. Cháo gà, tôm, heo. Có hoành thánh này. À. Gọi về là hải sản. Hải sản. Nắm gì nó? Chắc hoành thánh đấy. Đây là hai gương mặt đang đói nè. Cái bát thái ha nè. Anh Linh ăn cái. Rồi Quỳnh Thánh ăn, Quỳnh Thánh luôn. Mấy? Excuse me. Kêu ăn luôn rồi, không đợi ăn người ăn người thèm. À đây có mì nữa nè. Thì đó có mì. Hello. Yes. Give me a 5 spring wonton soup. 5. Thank you so much. Rồi sau một hồi chọn lựa mình quyết định
Hoành Thánh nha các bạn. Đây Hoành Thánh 135 bạc. Đó, chúc các bạn ngon miệng.